Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu cho các bạn này.
Như vậy video của mình đã kết thúc nha các bạn.